Ngày 30 tháng 7, vợ chồng Đoan Trang kỷ niệm 4 năm ngày cưới. Nhân dịp này, em trai cô, đạo diễn Cao Trung Hiếu quyết định công bố bộ ảnh cưới mà anh thực hiện cho chị gái cách đây 4 năm. Bộ ảnh được chụp tại khu vực ngoại ô Sài Gòn, đúng vào tháng 7 năm 2012. Bộ ảnh có sự tham gia của các chiến mã, trông vừa lãng mạn vừa mang phong cách của những thập niên cũ. Ông xã Đoan Trang tên Johan Wichglund, là người Thụy Điển. Đám cưới 4 năm trước của cặp đôi được tổ chức rất kín đáo, chỉ có sự tham gia của những bạn bè thân thiết, không để lộ hình ảnh trên báo chí. Họ đã có với nhau một bé gái gần 3 tuổi, tên thường gọi là Son. Cô bé rất đáng yêu, thường được bố mẹ đưa đi sự kiện cùng. Ông xã Đoan Trang công tác ở nước ngoài, nhưng cặp đôi luôn tìm mọi cách để có thể ở bên nhau. Hiện tại họ đang có chuyến du lịch ở Na Uy. Không có tình yêu nào không trải qua gian truân, quan trọng là tình yêu đích thực. Phải đủ sáng suốt để rũ bỏ đau khổ, phải đủ bản lĩnh cũng như sự mãnh liệt để tìm kiếm và chọn lựa hạnh phúc cho mình. Tất cả đều phải ở bản thân mình, kiên nhẫn, mạnh mẽ, rồi một ngày sẽ tìm được thứ muốn tìm, Đoan Trang tâm sự. Vợ chồng Đoan Trang vừa cùng đóng bộ phim điện ảnh Sài Gòn Anh Yêu Em. Đây là hai vai diễn điện ảnh đầu tiên của cả ca sĩ Đoan Trang và doanh nhân Johan Quickland. Họ đóng vai cặp vợ chồng giống như hình ảnh ngoài đời. Cặp đôi được hai đạo diễn Lý Minh Thắng, La Quốc Hùng dành nhiều lời khen ngợi về diễn xuất. Đoan Trang cũng là người thể hiện ca khúc nhạc phim. Phim sẽ ra mắt vào tháng 10 tới. Sau khi phim hoàn tất, Đoan Trang lại tiếp tục với những kế hoạch âm nhạc mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký để cập nhật thêm nhiều thông tin mới hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.